Hello, xin chào anh em. Trên tay của mình là chiếc Xiaomi 15 và tiếp nối series video là trải nghiệm thực tế hiệu năng của những máy Snapdragon 8 Elite. Mình đang dự đoán đây là chiếc máy Snapdragon 8 Elite yếu nhất anh em nhé. Nhưng mà thôi, cứ trải nghiệm xem sao. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xóa cái phần joy share trên em này để xem là hiệu năng có tăng hay không. Cách xóa thì mình sẽ làm cho anh em xem luôn. Anh em sẽ phải tải cho mình cái ứng dụng đó là Scanner, đấy, Scene hay là Scene tùy anh em đọc nha. Ngoài ra thì anh em sẽ dùng Shizuku này, ADB hoặc là Prevent, rất nhiều app để anh em kích được cái scanner này lên, được chưa ạ? Trên kênh Mobile City thì mình đã có video hướng dẫn anh em dùng rồi. Đấy, anh em vào scanner này, menu này, application này. Đó, anh em bấm vào cái phần system cho mình nha. Đấy, tại vì đây sẽ là ứng dụng cài thêm, còn đây mới là ứng dụng của hệ thống này. Anh em tìm kiếm cho mình cái từ khóa là Joy Share. Đó, anh em giữ vào. Uninstall cho mình. Không giữ data gì nha. Ok. Vậy là xong. Mình đã xóa cái phần Joy Share trên máy Xiaomi 15 để tránh tình trạng là máy bóp hiệu năng anh em nhé. Và app này, Joy Share này. Đấy, không còn nha, ở chợ. Và tất nhiên rồi, với một con máy Snapdragon 8 Elite thì mình sẽ test với một tựa game nặng nha, đó là Genshin Impact. Chứ còn mấy game như kiểu là PUBG, Liên Quân thì kiểu gì cũng mất setting vài năm. Đây, và mình cũng sẽ dùng ứng dụng Scanner để đo FPS luôn. Đây là một ứng dụng rất là đa di năng. Ok, vào Genshin này. Hiện tại thì máy đang còn 96% pin, mình chơi bằng kết nối Wi-Fi. Và độ sáng thì mình sẽ để khoảng tầm 45-50%. Ok, và trong cái phần game space của máy này. Đó, thì anh em nhớ để sang chế độ là Performance nha. Đồng thời thì những cái setting về cảm ứng ấy, anh em nhớ kéo cho mình cái phần tốc độ cảm ứng các thứ lên, được chưa? Fast Touch Rebounder này thì tốc độ cảm ứng nó mới cao. Tất nhiên là với một chiếc máy mạnh như này thì mình sẽ thử mức max setting nha. Cực cao này, 60 FPS, nhưng mà cái phần motion blur ấy thì mình sẽ tắt đi. Ok. Rồi, bắt đầu đo FPS này. Ui giời, chưa gì đã 58 cái thứ gì vậy. Một thông tin cho anh em đó là trước khi mình test game con Xiaomi 15 ấy là mình vừa trải nghiệm con OnePlus 13 anh em nhé. Và khi mà quay sang con này thì thực sự màn hình Xiaomi 15 ấy về hiển thị kém rất xa so với cả OnePlus anh em ạ. Mình cứ thấy màu nó sẽ sai sao ấy. Biết là anh em có tùy chỉnh màu sắc gì không nhưng mà cảm giác sai màu nhiều lắm. Nhưng mà được cái máy nhỏ gọn. Thôi kìa. Khi mà mình xóa Joy Share như này thì máy nó sẽ nóng hơn, nhưng mà được cái FPS cao hơn. Anh em sẽ phải đánh đổi nha. Máy nhỏ cầm rất là sướng, rất là chắc tay. Cầm con này thoải mái hơn OnePlus mấy cả IQ chắc chắn rồi. Để mình chỉnh tham tí nhé. Setting mượt mà. Hiện tại thì mình đang ngồi trong phòng điều hòa 26 độ C anh em nha. Nói chung là cũng giống so với cả lần mình test OnePlus với cả IQ thôi. Để sao mình so sánh cho dễ mà. Hiện tại 5960 57. Đấy, sự khác biệt luôn nha. Vừa mới vào game mà đã có lần xuống 57 rồi. Anh em lưu ý, đây là do mình nhìn con số thôi chứ còn trải nghiệm chơi là vẫn mượt mà nhé. Vẫn phải so sánh một chút cho anh em thôi. Với chiếc OnePlus thì chơi gần như là 20 phút ấy, chắc khoảng tầm 2 lần là xuống 57. Con này thì nãy giờ xuống 2 lần rồi. Đấy, lại 59 kìa. Nó rất hay xuống 5x nhé. Đấy, lại 59 kìa. Nhưng mà thôi, chơi vẫn mượt thì ok. Sau 4 phút rưỡi thì máy bắt đầu hơi ấm nhẹ anh em ạ. Đúng là con này thì tản nhiệt kém hơn hai bọn kia. Máy bé mà. Ok, mình sẽ sang map thứ hai luôn nhá. Map này thì mượt rồi. Đó. Sang bên vực dầu hú tí. Khi mà dịch chuyển này, anh em để xem là dịch chuyển xong thì có giật hay không nhá. Cũng mượt luôn, ok. Năm nay thì con Snap 8 Elite nào cũng mượt luôn. Yeah.
Ok, ngon. Công nhận với một cái kích thước với cả trọng lượng như này thì anh em cầm Xiaomi 15 chơi game ấy lâu dài ok nha. Không mỏi tí gì luôn, máy rất là nhẹ nhàng thoải mái. Ây à, ui ôi, một đấm gần hẹo. Ủa thôi sao? Không, chắc là mình té thôi. Con này trâu quá. Sang map thứ ba anh em nha. Đây, lại đến với một cái map mà đa số các máy đều sẽ bị tụt giảm. Rồi, mượt luôn, may quá. Cái màu sắc trên màn hình của Xiaomi 15 rất rực nha anh em nhé. Ui, nóng phết rồi. Viền kim loại bắt đầu tỏa nhiệt. Ô, hết quái rồi. Anh em chờ mình tua time xem có ra quái không nhé. Nãy mình oánh hết quái rồi. Đấy, khi mà anh em vào setting menu thì rất là mượt mà nha. 53 kìa. Nói chung là có xuống 5x nhưng mà chơi vẫn mượt anh em ạ. Vẫn ok nha. Đây gọi là hiệu năng yếu nhất trong những chiếc máy ngon anh em nhé. Kiểu kiểu thế. Nó chỉ yếu hơn OnePlus 13 với cả IQ 13 thôi chứ còn không thể chê con này được. 55 kìa, 53 kìa. Max setting mà. Với cả máy bé nữa. 54, 57, 58. Nói chung số 5x khá là nhiều đấy. Mình ulti liên tục nha. Vẫn ok. Máy thì khá nóng rồi. Chắc cũng tầm 4 mấy độ C rồi. Tay mình cảm nhận được nha. Ok. iPhone này lại tắt màn hình. Ok, sang đến map thứ tư anh em ơi. Nói chung mình chơi y hệt so với cả hai con máy kia. Để sau so sánh FPS cho dễ. Này, phải đánh phủ đầu luôn. Ui dồi. Thôi xong. Hạ mất tướng mình rồi. Một pha lơ đãng. Nhưng mà ít ra chưa bao giờ tổ số 4x anh em nhỉ. Chơi được đấy. Ok anh em, mình sẽ dừng bài test đấy nha. Nói chung máy nóng rồi nhưng mà FPS nó cứ thế thôi. Xong 20 phút này, máy tụt xuống 87% pin. Nhiệt độ thì khá nóng nha, cầm hơi khó chịu một chút. Ui, 47,6 anh em ơi. Nóng nhất trong 3 máy mình từng trải nghiệm luôn. 47,8 này. Phía mặt sau thì 43. 46,9. Cũng nóng nha. Trung bình thì sẽ được là 58,9 này. Nó sẽ ăn 5W mode nha. Và đây, biểu đồ FPS thì nói chung vẫn ngon. Nhưng mà so với cả IQ 13 hay là OnePlus 13 ấy, thì đang thua kém rất là nhiều đúng không nào. Nó bị tụt giảm nhiều lần hơn hẳn luôn. Nói chung ấy, hiện tại đây là chiếc máy sử dụng con chip Snapdragon 8 Elite yếu nhất là mình được trải nghiệm anh em nhé.
Nhưng mà lưu ý, đấy mình nói rồi, nó là yếu trong những chiếc máy mạnh nha. Chứ để mà chơi max setting này thì này là ngon rồi. Rồi anh em thấy sao về chiếc Xiaomi 15? Anh em muốn mình test thêm gì cho em nó? Hãy để lại comment phía bên dưới nhá. Và đừng quên, link mua Xiaomi 15 này tại Mobile City hoặc trên Shopee ấy, mình sẽ để dưới phần mô tả cộng với các bình luận ghim cho anh em. Giờ xin chào, bye bye.